Cách để trở nên dẻo dai. Sự dẻo dai mà nhiều người nói đến chính là sự linh hoạt của những khớp cùng với độ dài của dây chằng và gân bao quanh khớp. Nếu như bạn muốn trở nên dẻo dai, việc kéo giãn cơ vẫn chưa đủ, hãy thử tập yoga hoặc Pilates để có thể cải thiện sự dẻo dai và giữ gìn sức khỏe. Ăn uống đủ chất và cần cấp nước cho cơ thể cũng sẽ giúp cho bạn dẻo dai hơn. Làm quen với những bài tập giãn cơ. 1. Giãn cơ cánh tay và vai. Bước đầu tiên là đứng hoặc ngồi trên mép ghế vững chắc. Nếu như bạn muốn giãn cơ ở cánh tay và vai khi ngồi, hãy đảm bảo là ngồi đúng tư thế, giữ cho lưng thẳng và cân bằng với hai bả vai hạ xuống cho ngang hàng với cột sống. Đưa một cánh tay ngang qua ngực, rồi dùng tay còn lại ấn nhẹ ngay phía trên khuỷu tay cho đến khi tay có cảm giác căng. Không dùng lực mạnh để có thể ép tay quá mức chịu đựng. Giữ nguyên tư thế khoảng 5 giây và hít thở sâu. Thả tay và thực hiện động tác tương tự cho cánh tay còn lại. Duỗi thẳng một cánh tay qua đầu, rồi gặp khuỷu tay và hạ tay sau đầu. Nếu như được, bạn sẽ nắm những ngón tay từ bên dưới bằng tay còn lại. Nếu không, hãy giữ chặt tay còn lại ở dưới khuỷu tay và đẩy nhẹ ra sau đến khi bạn cảm thấy bắp tay sau căng. Giữ nguyên tư thế khoảng 5 giây, rồi thực hiện động tác tương tự cho cánh tay còn lại. 2. Thực hiện động tác giãn cơ hình bướm. Đây là một động tác không chỉ có hiệu quả kéo giãn cơ mông và đùi mà còn giúp cho cổ và vai được thả lỏng. Trước tiên, bạn sẽ ngồi trên sàn với hai chân duỗi thẳng. Gập đầu gối để đưa hai bàn chân lại gần nhau, ngay trước mặt sao cho lòng bàn chân chạm vào nhau. Dùng tay để nắm bàn chân và hạ cơ thể xuống chân trong khi bạn đang thở ra. Sử dụng lực tập tại phần cơ trung tâm và giữ cho lưng luôn cân bằng, mở rộng vai thay vì thu lại. Gập người về phía trước hết mức có thể, giữ nguyên tư thế trong vòng 30 giây đến 2 phút và hít thở sâu. 3. Thêm động tác vặn mình ngồi, trở về tư thế ngồi với hai chân duỗi thẳng phía trước mặt. Bàn chân và cẳng chân áp sát vào nhau, sử dụng phần cơ trung tâm, ngồi thẳng và mở rộng vai để bả vai ngang hàng với cột sống. Khi thở ra, bạn sẽ xoay eo và đặt hai bàn tay trên sàn, ở phía bên kia cơ thể. Giữ cho lưng cân bằng và đảm bảo bạn đang xoay eo, không phải là nghiêng hông. Giữ tư thế vặn mình trong vòng 15-30 giây, rồi trở về chính giữa và vặn mình sang một bên còn lại. Bạn có thể lặp lại động tác này từ 2-4 lần cho mỗi bên. 4. Nâng cơ thể để tạo tư thế thiên nga. Tư thế thiên nga là một sự kết hợp giữa bài tập yoga và Pilates giúp mở rộng ngực và kéo giãn cơ cùng với cơ trung tâm. Để thực hiện tư thế, bạn cần nằm sấp trên sàn và hai chân duỗi thẳng ở phía sau, gập khuỷu tay và ấn lòng bàn tay xuống sàn ở hai bên vai. Khi thở ra, bạn sẽ nâng cơ thể lên bằng cách duỗi thẳng cánh tay, mở rộng và hạ vai xuống sao cho cách vai xa tay, cố gắng kéo bả vai lại gần. Cố định hông trên sàn, lúc này phần ngực sẽ có cảm giác căng, giữ nguyên tư thế khoảng từ 15-30 giây, rồi trở về tư thế ban đầu, lặp lại động tác từ 3-5 lần. 5. Quỳ gối để kéo giãn cơ hông và cơ đùi trước. Bài tập quỳ gối này giống như bài tập chùng chân, nhưng việc duỗi chân sau sẽ kéo giãn cơ gập hông, cơ đùi sau và cơ đùi trước. Bước đầu tiên là quỳ gối trên sàn. Bước một chân lên phía trước để đầu gối có thể tạo thành góc vuông. Bước xa hết mức có thể, bạn sẽ cảm thấy phần hông bên kia có cảm giác căng. Lúc này, cẳng chân vuông góc với sàn nhà và đầu gối thẳng hàng với cổ chân. Dùng hai tay để giữ đầu gối và ấn hông về phía trước, hít thở thật sâu. Giữ nguyên tư thế trong vòng 15-30 giây, rồi trở về vị trí quỳ gối và thực hiện động tác tương tự cho bên còn lại. 6. Khởi động trước khi thực hiện bài tập giãn cơ. Nếu như kéo giãn cơ khi cơ bắp chưa được làm nóng, bạn sẽ có thể gặp phải tình trạng căng cơ hoặc chấn thương nghiêm trọng. Tốt hơn hết là bạn sẽ kéo giãn cơ sau khi thực hiện bài tập thể dục thông thường. Gợi ý khởi động trước khi kéo giãn cơ: tập cardio nhẹ nhàng, đi bộ hoặc chạy bước nhỏ khoảng từ 5-10 phút. Giãn cơ nhẹ nhàng, một vài lựa chọn dành cho bạn chính là chùng chân, xoay cánh tay theo hình vòng tròn về phía trước và ra phía sau, hoặc gập bụng chạm mũi chân. Bạn chỉ cần không cần chuyển động thực hiện động tác. Thả lỏng các khớp, dùng cụ xốp để có thể lăn lưng, chân, đùi trước và cơ gập hông. 7. Thực hiện động tác cây cầu để có thể giãn cơ lưng. Động tác cây cầu là một bài tập giãn cơ toàn thân, không chỉ tập trung vào phần lưng mà còn hiệu quả đối với những cơ ngực, chân và cơ trung tâm. Bắt đầu động tác bằng việc nằm ngửa với đầu gối gập 90 độ và hai bàn chân đặt trên sàn. Ấn cánh tay và lòng bàn tay lên thảm thể dục và nâng hông cho đến khi cơ thể tạo thành hình cây cầu với đùi gần như song song với sàn nhà. Giữ tư thế cây cầu khoảng từ 5-10 giây, hít thở sâu, rồi trở về với tư thế ban đầu. Bạn có thể lặp lại động tác này từ 3-5 lần. Nếu như bạn muốn tăng thêm thử thách, hãy tạo một tư thế cây cầu và nâng một chân lên cao, hạ chân xuống và nâng chân còn lại. Tập yoga hoặc Pilates. Một, chọn tư thế mà bạn có thể dễ dàng điều chỉnh. Khi mới tập yoga hoặc Pilates thì bạn sẽ có thể không thực hiện được những tư thế ở mức tối đa. Gối yoga và căng cuộn hoặc gấp có thể giúp cho bạn thực hiện đúng tư thế mà không cần gắng sức.
Ví dụ, tư thế gập người làm tăng sự dẻo dai cho chân và lưng. Có lẽ bạn sẽ khó mà úp lòng bàn tay lên sàn ngay cạnh bàn chân, tuy nhiên bạn có thể đặt tay lên gối yoga để đặt ngay trước mặt. Mỗi ngày cơ thể của bạn đều khác nhau, hãy kiên nhẫn và cố gắng không bực tức khi bạn chưa thực hiện tốt tư thế nào đó trước đây. 2. Thả lỏng cột sống với tư thế mèo bò. Đây là tư thế yoga tốt cho những người mới bắt đầu, với hiệu quả làm tăng sự dẻo dai của cột sống lẫn cơ trung tâm và góp phần giúp cho tâm trí và cơ thể được thư giãn. Bắt đầu với tư thế chống hai bàn tay và đầu gối trên sàn. Đảm bảo cổ tay đặt ở bên dưới vai và đầu gối đặt bên dưới hông, giữ cho lưng bằng phẳng như mặt bàn, mở rộng vai để có thể cách xa tay, hít thở sâu. Khi hít vào, bạn sẽ đẩy bụng xuống sâu và ngẩng cao đầu, mở rộng ngực, tạm dừng. Khi bạn thở ra, hãy nâng lưng lên cao, hạ cầm về phía trước ngực và hơi khom vai. Lặp lại động tác từ 5 đến 10 lần hít vào và thở ra, duy trì một sự phối hợp giữa hơi thở và động tác. 3. Giữ tư thế trong vài nhịp thở. Một trong những điều quan trọng cần lưu ý khi tập yoga hoặc Pilates để có sự dẻo dai là duy trì những tư thế và hít thở sâu khi giãn cơ. Như vậy, cơ thể sẽ được thả lỏng và bạn có thể giãn cơ hiệu quả. Khi bạn hít vào, hãy nghĩ về việc củng cố sức mạnh. Mỗi lần thở ra, bạn sẽ thả trôi một căng thẳng và tập trung vào việc giãn cơ. 4. Chuyển động liên tục. Nhiều tư thế yoga và Pilates có thể liên kết với nhau thành một chuyển động cho nhịp thở. Việc chuyển động liên tục sẽ giúp cải thiện sự dẻo dai và tăng tuần hoàn máu đến những khớp. Nhớ tập trung vào hơi thở, nếu như bạn bị hụt hơi hoặc chỉ như đang giữ hơi thở thay vì kết hợp hơi thở và động tác, hãy chậm lại. 5. Thực hiện chuỗi động tác chào mặt trời. Đây là Vinyasa, chuỗi tư thế yoga thực hiện liên tục với nhịp thở cho từng chuyển động, với 12 tư thế cho mỗi động tác chào mặt trời. Bạn sẽ bắt đầu với tư thế đứng, còn gọi là tư thế ngọn núi trong yoga. Việc tiếp theo là chuyển động nhịp nhàng, kết hợp động tác với hơi thở, rồi trở lại tư thế ngọn núi. Chuỗi động tác chào mặt trời cũng là một bài tập tốt cho tim mạch và còn là hình thức khởi động cho những phương pháp giãn cơ, nâng cao và rèn luyện sự dẻo dai. 6. Tập trung vào hơi thở. Hơi thở là một phần trọng tâm của yoga và Pilates. Trước khi bạn bắt đầu tập yoga, hãy dành vài phút để có thể thiền, hít vào thật chậm bằng mũi, tạm ngưng rồi thở ra thật chậm bằng miệng. 7. Tập luyện thường xuyên và kiên trì. Bạn sẽ không nhận thấy độ dẻo dai của cơ thể cải thiện rõ rệt trừ khi bạn kiên trì tập luyện. Không nhất thiết phải luyện tập mỗi ngày, nhưng bạn nên tập luyện từ 3 đến 4 ngày mỗi tuần. Hãy bắt đầu bằng việc tập luyện từ 3 đến 4 ngày mỗi tuần với thời lượng từ 10 đến 15 phút. Nếu như thích thú với việc tập luyện, bạn có thể tăng số ngày, nhưng đảm bảo phải có đủ sức duy trì lịch tập đó. Giữ gìn sức khỏe. 1. Ăn thực phẩm toàn phần giàu dinh dưỡng. Mặc dù chưa có loại thực phẩm nào được chứng minh là có thể cải thiện độ dẻo dai, nhưng chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cho những cơ bắp và xương chắc khỏe. Hãy theo dõi việc ăn uống bằng những nhật ký ăn trong vài tuần để bạn có thể nắm rõ được những gì đã được nạp vào trong cơ thể. Ăn thực phẩm càng tươi càng tốt. Thay vì dùng những bữa ăn công nghiệp, thực phẩm đông lạnh và thức ăn vặt, hãy lên kế hoạch ăn uống và đảm bảo các bữa ăn đều được cân bằng và tập kiểm soát khẩu phần. 2. Uống nhiều nước. Sự dẻo dai được tạo nên từ độ chắc khỏe của cơ bắp, dây chằng và gân. Cơ bắp bị thiếu nước không thể hoạt động ở trạng thái tốt nhất và còn bị căng cứng. Nếu như cố gắng kéo giãn cơ cứng và mất nước, bạn có thể gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Cách để giúp cho bạn uống nhiều nước, đặt mục tiêu, nam giới khỏe mạnh nên uống khoảng 3,5 lít nước mỗi ngày, còn nữ giới khỏe mạnh cần khoảng 2,5 lít nước. Luôn mang theo bình nước, cho bình nước có thể tái sử dụng vào túi xách hoặc đặt trên bàn để nước luôn luôn trong tầm mắt của bạn. Đặt lời nhắc trên điện thoại, dùng tính năng nhắc nhở trên điện thoại để nhắc nhở bạn uống nước sau mỗi giờ tập. Ưu tiên những loại thức uống từ nước, bạn có thể dùng trà không đường, nước carbon và nước có mùi vị. 3. Massage. Khi bạn tập luyện nặng nhọc hoặc thường xuyên lao động chân tay, massage sẽ giúp làm dịu tình trạng đau nhức xảy ra ở cơ bắp vận động quá mức. Theo thời gian, sự đau nhức có thể làm giảm đáng kể độ linh hoạt của cơ thể. Bạn có thể dùng cuộn xốp để massage, đặc biệt là sau khi tập luyện. Hãy tìm một chuyên viên massage và cố gắng đi massage một lần sau mỗi vài tháng. Việc này không chỉ giúp cho bạn thư giãn mà còn tăng độ dẻo dai của cơ thể. 4. Dành thời gian thư giãn. Khi bạn căng thẳng, cơ bắp cũng bị căng theo. Tình trạng này sẽ khiến cho cơ thể giảm dần độ dẻo dai. Nếu như không dành thời gian cho việc thư giãn và thở lỏng, mọi nỗ lực tập luyện để trở nên dẻo dai hơn sẽ trở thành vô ích. Cách để thư giãn, tập thiền. Cố gắng thiền trong khoảng từ 5 đến 10 phút mỗi ngày và tăng dần thời lượng. Nếu như thiền thường xuyên, bạn sẽ thấy cơ thể bớt nặng nề và trí óc cũng tập trung hơn. Đi bộ, đi dạo chậm rãi vào buổi sáng hoặc tối. Đọc sách để giải trí, nghe nhạc, đảm bảo đó là nhạc giúp cho bạn cảm thấy thư giãn. Cảnh báo, trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu mọi phương pháp tập luyện mới, đặc biệt khi bạn vừa phục hồi sau chấn thương hoặc có tình trạng bệnh mãn tính.